Hello anh em nha. Hôm nay tiếp tục em Trường bên xe máy cán phép lên con khu 2 nha. Khu 2 giá tốt anh em ơi. 17 năm bao hồ sơ luôn nha. Cái xe này tình trạng của nó là đầu nồi có gớt, máy giữa chưa trẻ nha. Nhưng mà rất êm, người ta có gớt đầu nồi thiệt nha mà rất êm nha. Chạy rất ok. Cái này dành cho những anh em nào đi mua về đi cày bừa đồ kia rất đã. Xài đèn led ha. Áo sống liền đẹp, không có bể bọng chỗ nào nha. Sơn bạc zin, xe được cái là sơn bạc zin cẳng zin nha. Đầu gớt thì cũng rất đẹp, giờ mà không biết đâu. Nói chung kệ nó, gớt đầu nhưng mà người ta làm im được rồi, chuẩn đồ rồi. Ba cái xe này đâu có đồ Trung Quốc nào đưa được đâu. Chỉ có đồ của nó đưa vô đồ của nó thôi. Sơn bạc lóc liếc đầu kia ha. Xe này anh em mua về dọn lên quay y cũng được nữa. Dọn lên quay 125 á. Giá này cũng vừa xài. Ba hồ sơ luôn có 17 triệu rưỡi. Máy đang nổ lên nè, nghe rất là ấm ha. Phuộc bọng đồ cũng ok, ống tán đồ thì cũng còn vàng vàng xanh xanh ha, chứ không có xuống màu đen thui nha. Dành căm còn đẹp, để em coi dành thái nó còn không nè, dành theo xe nó còn ha. Giữ nó đâu có tiêu rồi ta, bên này quá à. Đây dành kim còn, đúng rồi, dành kim còn. Vậy là xe này dành căm còn theo xe nha anh. Dàn cam còn theo xe, đầm bọng đồ cũng còn sáng đẹp ha. Đó. Xe giá này anh em không mua xài nữa, mua xe nào nữa giờ. Nó máy đang nổ, ganh ti đó xịt, rất là ấm ha. Để coi bây giờ dàn trước này còn không nha. Đây, dành trước thì cũng còn ha, dành cam trước còn luôn nha. Siam Gucci, dành thái ha. Rồi, xe này rất là dành cam trước sau còn. Sơn bạc zin, áo sống zin đẹp nha. Nói chung mà đẹp cũng là đẹp, nói đẹp thì anh em nói là nó dốc. Thế thì xe cũ thì nó cũng có chạy đỉnh chứ không phải không ha. Nó vũ ở đây, nó chạy đồ xíu xước chạy nhẹ. Về mình có thể xử lý khắc phục đồ lại được. Máy im, sườn không có xét một gấp còn đẹp ha. Cái chỗ này thì nước nổi thì nhiều thì nó cũng hơi bong cái sơn nhẹ đó, gấp rồi cực còn rất đẹp. Được cái máy giữa chưa trẻ là ok, nhưng mà mấy xe giá này thì trẻ không trẻ cũng không quan trọng nữa đâu. Quan trọng cái chắc máy nó ngon rồi được rồi, người ta làm chuẩn đồ rồi được rồi. Chứ nếu mà máy chưa làm mà về kêu cọc đồ kia anh em cũng bắt bung ra làm nữa, tốn tiền nữa, thà người ta làm mấy mắm mình về mình xài thôi ha. Bình xăng lớn là cũng rất đẹp nha, xăng lớn đồ sơn là cũng rất đẹp. Xe đậu lâu quá hư bình, anh em nào chốt thì em kiếm cái bình khác em thay qua cho nha. Sườn đồ còn ok luôn, sườn này rất đẹp ok ha. Rồi lên chi tiết nhanh con phu 2 giá tốt rồi tới đây thôi. Anh em nào cần thêm hình ảnh chi tiết gì đó thì cứ inbox Zalo với em nha. Số điện thoại em có để dưới phần mô tả luôn nha anh em. Rồi xin chào, hẹn gặp lại anh em các clip sau nha. Bye bye.